chủ tịch tập đoàn Desi qua đời. Thưa quý vị và các bạn, ông Nguyễn Thiện Tuấn, chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn DC mất hôm mùng 10 tháng 8, hưởng thọ 68 tuổi. Thông tin này được tổng công ty cổ phần đầu tư phát triển xây dựng tập đoàn DC cho biết sáng nay. Ông Nguyễn Thiện Tuấn, bí thư đảng ủy, chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn DC mất chiều ngày mùng 10 tháng 8 tại nhà riêng ở thành phố Vũng Tàu. Quý vị và các bạn thân mến, là một thạc sĩ kinh tế, ông Tuấn đã có hơn 40 năm trên thương trường trong nhiều ngành nghề khác nhau. Trong đó nhiều kinh nghiệm nhất ở lĩnh vực bất động sản, ông bắt đầu sự nghiệp tại một đơn vị thuộc Bộ Xây dựng năm 21 tuổi. Tháng 9 năm 1990 đến tháng 12 năm 1992, ông làm giám đốc nhà nghỉ Bộ Xây dựng. Đến năm 2008, từ doanh nghiệp thuộc Bộ Xây dựng, DC được cổ phần hóa, tăng vốn điều lệ lên 370 tỷ. Lúc này, ông Nguyễn Thiện Tuấn được giao làm chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc DCC. Ông cũng đại diện cho 32,5% vốn nhà nước tại doanh nghiệp này. Từ đó đến nay, dưới sự lãnh đạo của ông Tuấn, tập đoàn DC đã phát triển và đạt được nhiều thành tựu đến hết năm ngoái. Tổng tài sản của DC đạt trên 14.700 tỷ đồng và vốn điều lệ gần 6.100 tỷ đồng. Doanh nghiệp này cũng lọt vào top những chủ đầu tư bất động sản tên tuổi tại thị trường trong nước. DC đã và đang phát triển nhiều dự án bất động sản đô thị và du lịch tại Bà Rịa Vũng Tàu, Vĩnh Phúc, Đồng Nai, Hậu Giang. Hiện doanh nghiệp này sở hữu quỹ đất khoảng 800 ha. Năm gần nhất, Desi đạt doanh thu hơn 1.025 tỷ đồng và lãi sau thuế trên 111 tỷ. Năm 2024, công ty đặt kế hoạch doanh thu khoảng 2.300 tỷ và lãi vượt 1.000 tỷ đồng.